Theo cáo trạng, ngày 29 tháng 8 năm 2018, Du liên hệ để hai cô gái đến một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo bán dâm cho khách. Khi việc mua bán dâm diễn ra thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Làm việc với cơ quan điều tra, Du khai trước đó một tuần cũng đã bắt mối cho một nữ MC và một á hậu đi khách cho đại gia với giá lần lượt là 600 đô la Mỹ và 5.000 đô la Mỹ một lần. Tuy nhiên, Dũ nâng giá á hậu lên 7.000 đô la Mỹ, còn MC giá 1.500 đô la Mỹ. Chiều ngày 30 tháng 8 năm 2018, khi hai cô gái đang bán dâm tại một khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, quận 1 thì bị công an bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, á hậu và nữ MC khai quen Dũ từ đầu năm 2018 và được Dũ nhiều lần môi giới bán dâm. Tòa tuyên Kiều Đại Dũ mức án 5 năm tù giam về tội môi giới mại dâm, đề nghị cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra bạn của Dũ, làm rõ vai trò giúp sức của người này trong việc thu tiền môi giới.